Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một số màu mình đang sử dụng hiện tại. Đầu tiên là màu Color Kit, màu này hoặc gọi là màu thiên long cũng được. Đúng rồi, màu của thiên long. Màu này rất dễ sử dụng và khi tặng cho các bé dùng thì mình nên sử dụng màu này. Màu này mọi người cũng có thể lên Shopee mua được. Màu thứ hai mà mình đang sử dụng đó là màu màu bột. Màu bột này cũng khô rất chi là nhanh và cũng dễ sử dụng. Hiện tại mình đang dạy các bé bằng màu này. Màu này cũng rẻ, 19.000 một hộp, được 100ml, dùng cũng khá là lâu. Màu này còn có tên gọi khác là màu gouache. Và màu thứ ba mình đang sử dụng đó là màu acrylic. Màu acrylic này sẽ khó sử dụng hơn một tí, nhưng mà độ bền của màu acrylic thì cao hơn màu bột. Tranh có thể bảo quản được lâu hơn. Đây, giới thiệu mọi người màu acrylic. Màu acrylic này mình không nhớ rõ giá của mình mua là bao nhiêu, nhưng hình như là 29.000 một hộp 100ml. Mình cũng hay mua Shopee lắm vì mua Shopee rẻ. Hoặc là mình có thể ra các trường, cổng trường Đại học Mỹ thuật và Đại học Kiến trúc để mua màu cũng được. Màu thứ tư mình đang sử dụng đó chính là sơn dầu. Màu sơn dầu sẽ không sử dụng như các loại màu nước khác vì không dùng nước để pha mà mình sẽ dùng xăng. Xăng hay còn gọi là dầu thông để sử dụng. Màu này, màu sơn dầu này hãng màu sơn dầu hãng Mary này là loại màu sơn dầu hãng rẻ nhất. Tuyết này là 170ml, khoảng 50.000 một tuyết này. Có rất nhiều hãng và các hãng khác thì đắt hơn. Khi mà mình mới học vẽ thì mình nên sử dụng loại rẻ thôi. Thực ra là khi mà mình học vẽ và có điều kiện thì mình nên sử dụng loại đắt, thì khi vẽ màu đắt tiền hơn thì cái chất lượng của bức tranh ấy sẽ tốt hơn. Mọi người muốn nghe, nếu mọi người muốn xem mình sẽ giới thiệu về cách sử dụng màu nước như nào thì mọi người có thể comment ở dưới nhé. Mình sẽ làm những clip tiếp theo.